Lối chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh em Lăng Lối miền Tây. Hôm nay thì Lăng Lối về ăn lễ 30 tháng 4 cùng gia đình nha. Hôm nay thì em có mua một con gà để mình nấu cháo ha cô chú anh chị. Em đợi Lăng Lối thì mua nấm rơm nè, rồi bắp cải hen, rồi hành với lại ngò để mình nêm cháo nè. Rồi mời cả nhà cùng đón xem nha. Về quê ăn đông nước mênh mông, những đóa lúc bình tiệc ngất ngân tần. Về nơi đây rồi đi chăng nỡ, bao năm đất mẹ dung bồi phù sa. Ngàn lời ca ngày xưa bên cánh phong, bao ấm mong tiếng ru ơi à. Chiều chiều đang uống hò sang xế không, nghe sao tiếng đầm hương nồng tình quê. Vì là cho nó về nơi cực lạ. Hay những bộ đồ lòng của nó nè. Đây Lăng Lúa sẽ bỏ bán gạo vô nồi luôn, khỏi ghen luôn, cho nó nhanh để ở nhà mình ăn ha. Đây mẹ thì đang sắc chuối nha, mình bỏ giấm vô để cho chuối nó đen. Có cải xà lách nữa nha cô chú anh chị ơi. Cải xà lách vô gì mẹ? Cho nó trắng hả? À, không có xà lách thì mình đã thêm chanh cho mẹ ha. Cho chuối nữa. Là canh giấm nè, mà chơi nguyên can lên. Giờ đây là nấm rơm ha. Rồi Lăng Lúa sẽ cắt làm hai hết. Mình đem đi bỏ vô nồi cháo. Rồi em thấy mở tỏi để mình để vô cháo rồi xào cái này nha. Rồi mình sẽ xào nấm ra. Có một đậm ngò đi theo nữa nè. Đây nồi cháo nó cũng sôi rồi ha. Vậy nào gần mình dắt gà lên với mình bỏ nấm vô nha. Tôi cứ vậy. Em cho miếng bột nêm, bột ngọt và dạ hộp đồ nha. Nó sẽ làm nước mắm. Mẹ làm gì mẹ? Trộn mùi gheo. Mẹ làm nước mắm trộn nè. Trong gỏi. Cái đó là gì? Nước mắm với giấm à. Lăng Lối thì đang bầm ớt với tỏi vô nước mắm. Mình ăn đơn giản thôi. Người nhà thôi mẹ. Ăn đơn giản thôi, không có rườm rà. Còn có sắt cái rau chậu gỏi nữa mà. Rau gì đó. Đi chợ nguyên chợ không có rau găm. Đi nguyên chợ luôn không có rau găm cô bác anh chị ơi. Có được cha mua được miếng ấy đó. Rau húng lưỡi mình chậu gỏi rồi. Đây mẹ cũng bỏ rau chuối lại nãy giờ có đủ màu đó nha cô bác anh chị. Xinh xinh đã đỏ. Không có đỏ. Có xanh không à? Xanh trắng không có đỏ. Phải có đỏ đó đi cho em nhỏ lắm mừng rồi. Rồi mình trộn xong rồi mình bỏ miếng tỏi phi vào. Với lại rau kia kìa. Đó, bên kia có mẹ, con mới sắt á. Cái này là húng lưỡi. Không có rau găm. Đi kiếm nguyên chợ tao đấy chưa mới có. Muốn ăn giờ mà chưa mới có à. Xe bữa nay á, ở chợ ngoài á, bữa nay kẹt xe đông luôn mẹ, cứng xe luôn. Người ta đi ăn lễ, mua đồ gì ăn lễ nè. Rồi nó sẽ múc mỡ tỏi vô nha. Tỏi nè. Để vô gỏi nè. Mình sẽ múc vô cái nước mắm này nè. Cái muỗng này chút ép luôn rồi. Chua có cay cay nữa. Rồi mẹ chọn con đi mẹ. Con gà ngon quá. Cho thêm nước không mẹ? Cháo. Cho nước nữa ha. Cho nó lỏng lỏng ha. Đây nguyên thau. Nguyên thau gà vàng mẹ. Gà vàng mà thau vàng nữa. Năm nay vàng quá quá không có mua vàng. Đây là mẹ. Yeah. Rồi, để con đi múc thêm nước vô. Ngồi nhà có hai cái hàng nồi cơm điện rồi. Có hai người mà ăn cái hàng nồi cơm điện rồi á.
Người người cơm điện là nấu ăn nguyên nha. Từ đầu hẻm tới là mẹ. Ê, để cái này vô mẹ. Đừng có bỏ nước. Mẹ lấy cái thôi. Có sao không? Bỏ nước. Đây là nấm rơm, mình nấu cháo nấm rơm. Có nấm rơm ngọt lắm á. Cái này con cắt làm hai thôi, không để nguyên nha. Củ con củ nó nóng đó. Đây là món gì á? Đây là khám phá khoai lang luộc. Đây gà chín rồi nha cô bác anh chị, mình sẽ xé gà nha, mẹ xé gà, mẹ đang làm neo kìa. Làm neo vô cái chân của nó. Làm neo làm mắm á cho nó mắm cục cục lại. Vì để cho nguội mẹ ơi. Cái này mình ăn cá, mình sẽ xé gà mới ngon. Gà xé. Để các bạn bỏ phao câu, nhà không có ai biết ăn phao câu nên mình bỏ cái này thôi. Nhưng mà phải lắm đó mẹ. Hey, mẹ xé gà xong rồi nha. Mình thao gà luôn. Vừa bữa nay ăn lễ nha. Ăn lễ nha cô chú anh chị ơi. Bữa nay Lăng Lúa về thăm quan nhà ha, lâu lắm rồi cũng không có thăm quan nhà ha cô bác anh chị. Thì Tết rồi, từ Tết tới giờ mới được về nè. Đây ai cũng muốn coi hình cưới của Lăng Lúa ha. Hôm nay Lăng Lúa sẽ review hình cưới của Lăng Lúa đây nè. Rồi mình cùng đi thăm quan nha. Đây là phòng của Lăng Lúa. Chưa có đi làm không à, cô chú chị không có ở thì mẹ đóng cửa. Mở cửa cho nó thoáng nè. Bên này về tham quan. Bên đây thì phòng của em gái. Bên kia. Thì là cũng hồi Tết đó, cũng mới xây hồi Tết ăn văn gia nhỏ nhỏ đó cô chú chị. Hay là chưa có sắm sửa hết trơn á. Các nhà hết tiền rồi chưa có sắm sửa gì trơn á. Đây ở ngoài kia bụi á, đóng cửa lại. Ở xe phơi nắng à. Vòng vòng đây ha, không có cây cối á, nó nắng quá trời nắng luôn. Phòng Lăng Lúa đóng cửa lại, không có ai ở trơn, có đi làm không à. Đây là em Út nè. Đây là cháu chín rồi cô bác ơi. Gia đình dọn ăn. Mẹ đang múc thịt thịt với mẹ. À không có gan cho miếng thịt vô. Đây mình cùng dọn ăn nha. Món ăn lễ đơn giản nha. Mát ơi. Ở đây mát quá cô chú ơi. Ở dưới sau đây thì cô bác trồng gãy trồng rau ha. Không ngò cần. Ở đây mình trồng gãy. Có bên này thì đang cũng mưa lại mới trồng lúa. Rồi đây mát quá. Chúng nó nhỏ thì mình cho thịt vô đi. Ở đây con cặp xương. Ở đây chuối nắng quá, không thấy gì trơn. Đây quay đây coi coi thấy không à. Đây là lỗi, lỗi gà. Đây được rồi mẹ. Hôm nay con ở nhà không có nấu cơm. Chưa sáng ăn cơm sườn này. Cái cục vành như dấu. Khó khăn chết vàng. Già mốt rồi, già khó khăn á. Ăn nè, ơi, ra đây ăn chung nè. Ra đây ăn chung nè. Ra đây ăn cho vui đây. Móc kiệu mẹ kéo qua. Đó, ổng để xuống rồi sao. Rồi cùng mừng phát với gia đình Lăng Lúa nha, cô bác anh chị ơi. Đây Lăng Lúa cũng ngay như đây nha. Cha mẹ cũng ăn cháo với Lăng Lúa bữa lễ đơn giản ha. Cháo. Đây là gỏi gà, thao gỏi gà. Rồi, bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.
chúc cả nhà có kỳ nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Bye bye cả nhà.